Hello, xin chào tất cả người, mình là Mobile Việt. Ở trong clip này mình sẽ là nói chung là giới thiệu anh em cách chơi con tướng Shadow Blade. Mình tạm là Shadow Blade nhưng mà tên nó là khác cơ. Con này thì có giống Lý Bạch ở Vương Giải Vinh Diệu, không phải bàn cãi gì nhiều. Rồi, ở trận này mình sẽ nói chung là chỉ mà anh em cách nói chung là để con này nó ạt rượu nó như thế nào. Đấy, đó chính là đánh quái rừng 4 phát, xong khi chưa 1, 2 phát ra. Đấy, xong dùng chiêu cuối, xong ấm chiêu 1 rồi bay về. Đó, đấy là combo con này. Và trận này mình sẽ lên đồ full sát thương vật lý, không còn lên chí mạng. Thử test là lên đồ xem nó có mạnh không. Đấy, mình sẽ lên giáo hủy diệt, những món đồ gọi là tăng full công lý. Rồi, đến nơi thì nó hết chiêu. Bó tay, rồi vẫn giết được tướng địch. Rồi, trận này thì là test cái kiểu đánh như vậy thôi. Gọi là gây khó chịu cho team bạn. Đánh lấy chiêu thức của dạng phi ra đấy. 1, 2, dùng chiêu cuối. Xong rồi 1, tay về đấy. Khá là diệu. Thế là chết được tướng địch rồi. Đây là con tướng có khả năng giết địch rất ảo diệu và gây khó chịu cho toàn thể team bạn. Đấy, xong lại về rồi, ok. Rồi quả đấy mình về là hơi là tếu rồi. Bởi vì team bạn gần chết hết, là nghe mình phải truy sát. Nhưng mà đang luyện tướng này để đánh ảo diệu thôi. Thì con này phải luyện nhiều mới đánh hay được đấy. 1, 2, băng trụ luôn. 1, bay về. Bởi vì khi dù dùng chiêu cuối thì con này miễn gọi là vào trạng thế bất tử mà. Và chiêu 2 cũng có thể là vào trạng thái miễn sát thương của trụ. Nếu bị trụ bắn ấy, lúc bay ra anh em trụ còn bắn theo mình thì anh em dùng chiêu 2 thì trụ có thể không bắn mình nữa. Nhưng mà không có tướng địch thì không cần thiết như thế đâu. Rồi mình chỉ cấu diệt như thế thôi. Xong mình đi farm và đẩy đường. Không nên tham hố lao thẳng vào vì mình nên full công. Lao thẳng vào mình bị bắt là xác định. Đây là con sát thủ của lối đánh thuộc hàng hay nhất của Liên Quân Dubai. Rồi mình lỗi rồi. lối đánh chính là đánh quay rừng ở hai bên cánh rồi ra ám sát, con này bay về. Nhưng mà team bạn sẽ không làm gì được mình đấy. Em có thể thấy chiêu cuối đánh 5 lần như vậy thì sát thương 5k đó, rất là mạnh. Ôi tường dày không phi qua được. Ủa, nhưng mà anh em có nhìn thấy ông già lửa gần chết kìa, tí là chết. Đấy, đánh dữ dữ để lấy điểm của chiêu thức thôi đấy. Xong rồi, xong phi ra. 1, 2, rồi dùng chiêu cuối nhá. Đó, xong bay về. Anh em chú ý là sau khi mình đánh được 4 điểm nội tạng thì anh em phải dùng chiêu cuối trong vòng 5 giây. Nếu quá 5 giây thì anh em sẽ không dùng chiêu cuối nữa. Nếu mà con này mà không có cái hạn chế như thế thì nó rất là bá đạo. Đó, cống rỉa được rất nhiều máu rồi bay về. Rồi, đó, sao lại bay về. Thế là có mạng rồi. Đánh rất là feel. Rất là feel anh em ơi. Rồi ông già lừa còn tí máu lại băng trụ luôn. Đấy. Ở đầu trận thì đánh rất là căng thẳng. Nhưng mà cuối trận thì nói chung là chơi ảo diệu thì nó đánh khác hẳn.
Cách đánh này sẽ gây khó chịu cho team bạn. Nghĩa là team bạn vừa thò mặt ra thì đã bị chiêu cuối của Starbolet rồi. Đánh rất thấm và rất tốn máu, rất cấu rất nhiều máu của cả team địch. Ở đây là team bạn chưa tập trung đầy đường giữa đâu. Nếu mà team bạn tập trung đầy đường giữa thì nói chung là mất nhiều máu hơn. Alo lên đồ mà full công quản lý thì đánh kiểu vậy. Chung là thử cách đánh này cho hay không. Trình bày anh em để anh em nào chưa biết thì có thể chơi. Rất là hay. Quyền vương bắn nó liên tục. Đợi mình có chiêu là mình nao lên mình cấu lại. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1 chết chưa. Game combo rất là mạnh nếu mà lên đồ theo kiểu này. Ôi, đánh hết quái thì mình làm lấy đi, lấy nội tại mà đánh đây. Sao lại bấm chưa một chạy về rồi. Rất là nguy hiểm mà khi không có đủ điểm mà nội tại để đánh chiêu cuối. Bởi vì con này máu rất mỏng, anh em vừa thấy mình lao lên rồi gần chết rồi. Đấy, bây giờ lao lên. Cấu gì ạ? Ôi rồi. Tầm xa quá, không đủ. Thôi về thôi. Team bạn là xạ thủ bắn rất là thấm. Mình không có quái mà lấy điểm được tại đây. Xong lại bay về. Nói chung là đánh con này rất là diệu anh em ạ. Có khả năng chộp được chộp, nếu không chộp được thì bay về. Đó, bây giờ có chiêu cuối rồi. Đây đây, cấu một phát à. Anh em này gần team bạn thì người gần chết, người bỏ chạy. Đó, đánh rất là thấm. Lên lại, lên lại. Đấy, chiêu cuối cả team bạn. Không được mấy mạng nhỉ? Một mạng. Đánh rất là mắc sướng. Rồi, cấu gì à? Không đến tầm rồi. Anh em có thể thấy chiêu cuối hơn 5.000 công một lý. Những tướng pháp sư hoặc là xạ thủ trúng vào thì chắc là đau. Rồi lại có chiêu thức rồi. 1, 2 xem ai là người xấu số. Rồi một phát chết ông già lửa. Rồi anh em nào mà chơi Starbolet thì có thể vận dụng cái cách chơi là đánh rất là vui. 1, 2, 3, 4 ok. Phi lên rồi không đến tầm. Cái này đánh kiểu này anh em có cơ hội thì đánh nha, không quá ham hố. Ham hố là chết đấy. Ở trên này mình không đề cập đến chiêu 2 đâu. Chiêu 2 có khả năng là tàng hình và miễn sát thương một lý rất tốt. Miễn sát thương phép nữa. Miễn không chế. Bởi vì đánh cách này thì nếu mà tướng địch truy sát mình bật chiếu 2 có thể chạy rất ok. Đa phần trận này thì mình bay thì đến team bạn thì rất xa rồi. Không có cơ hội bật chiếu 2 đâu ạ. Nếu mà mình bay đến tầm ở ngay sát chân team địch thì mình bật chiếu 2. Đấy, gây sát thương lý và làm chậm rất là khó chịu. Và khi mình dùng chiêu cuối thì mình coi như là mình tàng hình luôn. Sau khi mình bay trở về vị trí cũ thì mình không biết mình bay đi đâu. Rất là ảo diệu. Rồi trận đấu đã kết thúc rồi.
Mình vừa trình bày anh em một cách đánh lối đánh khá là dị của con tướng này, đó chính là đánh quái xong 3 lần xong phi ra dùng chiêu cuối gây khó chịu cho team địch. Ở video của mình đến đây hết rồi, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo, bye bye.